Rồi chào quý anh em nha. Nay về tiếp tục cả hộp xếp đêm thái cho anh em ha. Rồi hộp xếp đêm thái bên Thái Lan cho anh em. Về cho anh em chúng ta lên xe chứ. Cái này thì không có ngày nào mà mình không đi đơn cái sản phẩm này nha anh em nha. Thật sự luôn. Hộp xếp đêm thái thì nhiều anh em hư lắm. Bởi vì thứ nhất là hộp xếp đêm thái này anh em xài lâu rồi, nó sẽ bị chảy xước. Thứ hai là cái vị trí để mà gắn hộp xích ấy, là nó là một cái vị trí mặt tiền trung tâm, ngay giữa xe luôn. Cho nên là rất là nhiều anh em chúng ta bị ngã xe, đổ xe hoặc là bị đâm đụng thì cái hộp xích lúc nào nó bị cấn móp bể vỡ đầu tiên ha. Đây thì đây là hộp xích rim hái anh em nha, mới 100% cây dạng đó. Rồi khu cho anh em coi bên trong nha, nói chung là đẹp lắm anh em ơi, đẹp cực kỳ luôn, đẹp lắm, tuyệt vời lắm. Rồi hộp máy xuống cho anh em coi ha. Đó, hộp xích thì nó gồm hai miếng, miếng trên và miếng dưới anh em. Đây, cái này là cái bọc chống trầy như thế nha, chống trầy. Nói chung hộp xích này mình gửi cho anh em phải đóng rất là kỹ, tại vì lâu lâu anh em vẫn bị một hai trường hợp là bị khác khi nhận được hàng nó bị cấn nhẹ nha em ơi, hoặc là bị móp thì mình vẫn đổi cho anh em nha. Mà nói chung mình sẽ cố gắng làm sao gửi cho anh em nó cứng cáp nhất có thể ha. Đây đẹp lắm, nói chung cái hộp xích này anh em nhìn ở ngoài nó còn đẹp hơn trong hình nữa, đẹp tuyệt vời luôn này, chưa đó. Ok ha, rồi quay cả máy lên. Ở đây, đây là hộp xích tìm hái này anh em. Đầu tiên anh em nhìn cho anh em thấy cái nước sơn của nó rất là mịn luôn này, nước sơn mịn cực kỳ luôn nha, đẹp lắm. Thứ hai anh em nhìn thấy không, bốn cái bấm điện chà bá luôn, bốn cái bấm điện này, bấm bấm điện được đúng này, đây chưa đó, bấm điện nha anh em nha. Thì anh em hỏi bấm điện là cái gì, thì bấm điện nó sử dụng nó là từ cái nguồn điện có cái công suất lan cao và nó tạo ra nhiệt, thì khi nó bấm vào anh em ha thì nó sẽ không có để lại dấu kiểu như là dấu đóng hoặc là những cái dấu hàn đó, mà nó sẽ bấm thì nó sẽ liên kết những cái chi tiết lại với nhau bằng điện ha, cái dòng điện lớn chạy ngang qua đó, rất là đẹp ha. Và đây hộp xích thì anh em lưu ý ha, hộp xích gì nó sẽ có cái phần cài trên dưới nè, để có cái phe cài nha. Đó, rồi ở phía trong là một dàn bấm điện luôn này anh em thấy không, nó không sử dụng hàn mà nó sử dụng bấm điện nha, rất đẹp, rất đẹp luôn, nó không để lại dấu nha anh em nha, nó không để lại dấu nhiều và nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, nước sơn thì thôi khỏi phải bàn nha anh em nha, nước sơn của rim thái mà đỉnh luôn. Đây đấy, nói chung anh em cầm ở bên ngoài anh em thấy nó đẹp hơn rất là nhiều, để mình sẽ cầm ra ngoài nắng cho anh em coi. Đây ngoài này nó sáng hơn này, đấy, anh em thấy không, nó đẹp tuyệt vời luôn đấy, rất là đã nha. Thì với cái mức giá là 600.000 một bộ thì thật sự bên em không có gì để mà bàn cãi về cái bộ hộp xích này rồi, cực kỳ đẹp, đã rất là nhiều anh em sử dụng mà anh em phản hồi rất tích cực luôn, lên xe rất là đẹp và liền xe. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể quan tâm liên hệ với mình nha, giá 600.000 một bộ nha anh em nha, cam kết cho anh em chuẩn hàng chuẩn giá và bao cho anh em lên xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy, này có ship tận nhà cho anh em nha. Rồi anh em có nhu cầu liên hệ với Đạt nha, cảm ơn quý anh em rất là nhiều.